lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này đều được thân người được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư như lai ứng tránh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở cõi nam thiệm bộ này chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo chỉ dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tiên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể Đếm. lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao? giả sử các loại hữu tình trong cõi nam thiện bộ và cõi đông thắng thân này chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo chỉ dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được, nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.